rồi. Tiếp tục ạ. Người tiếp theo nhớ giữ lại cái hạt cho em ạ. Dạng rộng ra, dạng rộng chị không được đá như thế. Dạng rộng hết. Dạng rộng chân ngắn cũng phải dạng rộng thôi. Không ăn được thì phải thổi. Không ăn được thì phải thổi. Đã rồi, cuối cùng cũng thành công. Rồi. Nào, giữ lại cái hạt ạ. Rồi, người tiếp theo ạ. Người tiếp theo của đội đỏ ạ. Nhanh nhanh, chúng ta chỉ còn 40 giây ạ. Dạng nữa đi chị ạ. Đấy, chị đổi ạ. Chưa trúng nữa ạ. Chưa trúng nữa ạ. Làm sao mà, làm sao mà. Rồi ạ. Rồi, người tiếp theo ạ. Người tiếp theo ạ. Không chơi kiểu này đâu nhá, không được ăn gian, không được đá đâu nhá. Thổi đi. Không tới thì thổi, thổi bao giờ được thì thôi. Rồi dạng 5 tí nữa, dạng rộng ra. Dạng rộng ra, chị phải dạng rộng ra thì chị mới ăn được. Nào, thổi đi, nó đung đưa rồi, thổi đi. Trả cho em một đớp, chị kia chị bảo đớp một cái. Đó, chửi quá chị. Rồi. Rồi, rồi, đội này chỉ mất 2 phút 40 giây. Rồi bây giờ tiếp theo là đến đội vàng. Đội vàng. Không, bây giờ em sẽ chuyển ra giữa. Không, cái tầm không. Được rồi. Ôi, chị rút tầm không. Không đâu. Đây là cái kim. Ôi trời ơi. Không, Dương ơi. Mắc cả cái kim vào. Cầm này. Không, người ta ăn vào chết. Đúng rồi. Tính thời gian thôi em, tính thời gian thôi. Bình thường thì không sao, nhưng mà ai mà nhớ lại đúng rồi. Ngon là nguy hiểm. Đừng có cắm kim vào đấy. Lấy cái tăm bẻ đây này, lấy tăm nhồi như vậy này. Đây lấy nhồi vào như chị này cô. Cũng được. Cắt đi được mà chị. Nhồi cái tăm vào cái là treo được. Phải buộc. Nhồi cũng phải buộc. Thôi lấy bên kia vậy. Không vừa rồi kìa. Cắm cái kim vào không cho mày ai dặn mà. Ôi chết rồi. Ông cầm kim của tôi cứ đi tìm. Ông cắm vào đây rồi.